Chào bà con, hôm nay Phương Bò xin chia sẻ đến bà con cặp bò khuôn tiền dễ nuôi. Bác nào mà có nhu cầu mua dòng vừa tiền hãy tham khảo cặp bò này nhé. Con này hơn 2 tháng á. Bò dế này thì đẻ 51 đều. Bây giờ mới bắt đầu làm cám. Bò con này thì ông chăn cám được rồi. Thế giả 36 không bán à? Ừ. Lựa mà bán. Bốn chục bò này thì bán thế nào được? 36 triệu nó thích mua thì bán được rồi. Đi. Đi. Dòng này thì nó hay ăn, dòng bò này thì dòng bò ta này thì lần nào ăn chả hết. Được cái con ba bê đực, nhưng mà con này ông gỗ cám nó vào nó mới lên được. Nó bú không ăn thua. Cái con mẹ này không chăn cám đúng không? Cám gạo không à? Đúng là nó đang nuôi con này, mình cho nó ít ngô nữa cứ vào nó mới có sữa. Này. 36 triệu là cũng bán được rồi. Không có thì chăn hẳn thêm ít nữa, nó vỗ con này nó ít cám rồi cho nó béo lên. Con kia ông lấy giống chưa? Giống rồi, mới béo, mới bắt đầu béo. Lấy con đấy lấy mấy tháng rồi? Gần 2 tháng. 2 tháng. Gần 2 tháng. Cái con ấy đẻ thưa hơn con này. Con dề con ấy mất mẹ một 3 tháng cuối cùng không để, cuối cùng nó lại thấy động được, không chắc nào rồi con này lại động được rồi. Thế là hôm bắt đầu mới bảo thì nó nên lấy giống, mà bảo khám thử. Nhưng không có, không phải không được thử giống mà lấy luôn. Cặp bò này thì chắc là ông chăn kém thôi, nếu mà chăn ấy mà nó cũng đỡ mà. Dạ, 36 không bán. Không băm biết thì cứ thế vứt rồi nó ăn hết à? Phay ra nó ăn nó không dẫm vào nó bẩn. Con này nó bây giờ nó giữ cho nó ăn cám được rồi. Ừ. Lúc nào nó ăn mà nó bỏ thì bắt đầu là lại phay. Ừ. Khả năng là bò này khả năng ông chăn cám gạo không cho nên là nó không lên được, nhưng còn bò ta dễ nuôi. Bác nào mà thích dòng pha khuôn tiền thì hiện qua cho em con ba bê đực, mẹ đẻ 3 lứa, con mới được hơn 2 tháng. Bác chăn ông chăn rất là kém, chăn toàn cám gạo không nên là bò nó không được nhẫy lắm. Cặp bò rất là dễ chăn. Bác nào về mà chăm cám các thứ đầy đủ và là sữa nó sẽ buông xuống. Không phải sữa kém mà do chăn kém. Người ta pha. Rồi, con ba bê đực này. View trước sau. Chốt đúng 38 triệu. Bạn nào có nhu cầu thì điện thoại trực tiếp cho em. Chia sẻ giả 36 không bán này. Cặp này thì chỉ dòng dành cho những bác nào mà ở vùng chăn bình thường.
Bò này không phải là thật đẹp thì không phải, bò dễ nuôi thôi, nhưng bò đẹp thì em cũng chưa phải là bò đẹp. Bác nào có nhu cầu dòng khuôn tiền này thì điện cho em. Chào các bác.